quý bà con, nhằm giúp cho quý bà con có những thông tin về giá các mặt hàng nông sản, dự báo của ngành chức năng, tình hình dịch hại trên cây trồng, đặc biệt là cung cấp những kiến thức về nông nghiệp thông qua phần tư vấn kỹ thuật. Đồng hành cùng với bà con bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông chính thức ra mắt bản tin Phú Nông Kết Nối, được phát sóng định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Hy vọng đây sẽ là bản tin hữu ích cho bà con nông dân. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong số phát sóng kỳ đầu tiên của chương trình. Thị trường giá nông sản liên tục biến động khi giá nhiều loại mặt hàng chủ lực liên tục thay đổi vị trí. Đáng phấn khởi, giá các mặt hàng này tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng. Dù năng suất thu hoạch thấp cộng với chi phí sản xuất cao, nhưng bù lại, người trồng lúa tại miền Tây cảm thấy phấn khởi khi giá lúa tiếp tục tăng mạnh. Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, cảnh báo bệnh đậu ôn có thể xuất hiện trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long trong vụ thu đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa bà con, mở đầu bản tin hôm nay là những thông tin liên quan đến mít Thái siêu sớm, một trong những loại cây trồng đang được phát triển mạnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau thời gian bị rớt giá thê thảm, thì trong vòng một tháng trở lại đây, mít Thái đang được thương lái thu mua tại vườn với giá đã tăng trở lại. Cụ thể, hiện nay, giá mít Thái loại 1 được thu mua tại các vựa trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là 34.000 đồng trên 1 ký, còn mít loại 2 là từ 28.000 đồng trên 1 ký. Theo bà con, với mức giá này, trung bình mỗi hecta sau khi trừ các khoản chi phí có thể lời từ 30 tới 40 triệu đồng. Hiện diện tích trồng mít của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng lên rất mạnh, trên 65.000 hecta, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Cùng với sự trở lại ngoạn mục của giá mít Thái thì mới đây, bà con trồng hồ tiêu vô cùng phấn khởi khi giá đã tăng mạnh trở lại. Cụ thể, thông tin được công bố trên trang điện tử của Bộ Công Thương, giá tiêu hôm nay mức giá cao nhất ở ngưỡng 39.000 đồng trên 1 ký được ghi nhận ở Bà Rịa Vũng Tàu, thấp nhất là 37.000 đồng 1 ký tại Gia Lai, Đồng Nai. Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất trên thế giới. Theo Ủy ban Hạt tiêu Thế giới IBC, năm 2019, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 khi tổng sản lượng xuất khẩu đạt 215.000 tấn. Và cơ quan này dự báo năm 2020, rất khó có một quốc gia nào có thể xoán ngôi vị trí số 1 về xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam. Trong khi đó, đặc sản hành tím Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiện có 6 tổ chức cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là cơ sở thu mua hành tím Vĩnh Châu, cơ sở thu mua hành tím Văn Thành, hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu, hợp tác xã rau màu Hòa Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Châu Dương và công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thành. Hành tím là sản phẩm đặc sản chủ lực của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thị xã ven biển này có diện tích trồng hành tím khoảng 6.500 hectare. Thưa bà con, cùng với niềm vui của người trồng hành tím khi mà nông sản này đang được định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm mang đến sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng, thì tất nhiên là giá trị cũng sẽ được tăng lên. Một tin vui khác đó chính là giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long trong vụ thu đông liên tục tăng mặc dù là gặp bất lợi về thời tiết và năng suất giảm. Hiện toàn vùng có khoảng 80.300 hecta lúa thu hoạch, dù năng suất vụ không cao nhưng giá lúa đang có chiều hướng tăng mạnh. Cụ thể, tại các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, lúa IR50404 bán tại ruộng tăng lên 5.800 đồng trên 1 ký. Lúa tươi OM5451 giá 5.800 đồng trên 1 ký. Jasmine 85 giá 6.500 đồng trên 1 ký. So với đầu tháng 9 năm 2020, giá các loại lúa trên tăng khoảng từ 200 đến 500 đồng trên 1 ký. Còn tại thành phố Cần Thơ, giá lúa được thương lái thu mua tại ruộng cũng tăng liên tục. Cụ thể, lúa OM5451 được thu mua với giá 5.900 đồng trên 1 ký. Còn lúa IR50404, giá mua là 5.800 đồng trên 1 ký, tăng từ 200 đến 300 đồng trên 1 ký so với cùng kỳ. Thưa bà con, bản tin xin chuyển sang nội dung về thông tin dịch hại. Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thường nắng vào sáng sớm và mưa vào buổi chiều, nên các chi cục nhận định đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa phát triển.
Theo đó, tại Hậu Giang, thống kê của ngành chức năng toàn tỉnh đã có trên 3.000 hecta lúa bị sinh vật gây hại tấn công, chủ yếu là sâu cuốn lá, rề nâu, cháy bìa lá lúa, tập trung nhiều nhất tại huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp và một phần của thành phố Vị Thanh. Được biết, vụ lúa thu đông năm 2020, tỉnh đã xuống giống được 36.000 hecta. Một đối tượng dịch hại có nguy cơ tấn công cao trên các trà lúa của bà con trong thời điểm này đó là sâu cuốn lá, đạo ôn, rầy nâu, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Hiện vùng đang bước vào giai đoạn giao mùa, có xen kẽ mưa rào rải rác và nắng nóng, độ ẩm không khí cao nên bệnh đạo ôn sẽ phát triển và tiếp tục gây hại trên các trà lúa. Hiện diện tích nhiễm đạo ôn toàn vùng khoảng 40.000 hecta, tập trung tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ. Thưa bà con, vậy làm sao để phòng trừ bệnh đạo ôn hiệu quả, đảm bảo năng suất lúa cuối vụ? Mời bà con cùng đến với phần Phú Nông kết nối với sự tham gia tư vấn của đội ngũ kỹ sư công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, cũng như lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của một số bà con trong việc quản lý bệnh đạo ôn hại lúa. Với hai hoạt chất tiên tiến azoxystrobin và phenoxanin, Trobin Plus 400SC có tác dụng nội hấp mạnh, có khả năng di chuyển đến khắp các bộ phận của cây, chặn đứng nguồn bệnh và bảo vệ lá non, nên có tác dụng phòng và trừ bệnh đạo ôn. Trobin Plus 400SC có hiệu quả cao ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Thì sử dụng Trobin Plus vào giai đoạn là từ 35 tới 40 ngày. Cũng như là mình xịt Trobin Plus để mình diệt cái đạo ôn trên lá. Đặng mình giữ luôn cái đợt lá sau nó quang hợp đó, là coi như là mình dưỡng luôn cái bộ lá sau, có cái hoạt chất là đặc trị coi như là đạo ôn cỏ bông chứ là nó lưu dẫn lâu dài. Thì nói chung là ở đây thì xài cho binh lút là coi như là nhiều năm mình đã xài, mình thấy nó hiệu quả. Thì đối với cái bệnh đạo ôn lá, tôi thấy cho chúng kim tôi xịt một lần thì thấy nó đạt hiệu quả, thứ hai nó khôi bệnh, thứ ba nó thì cây lúa nó hồi phục rất nhanh. Trường chung lớp thì nó đạt hiệu quả cao là vấn đề đặc trị đậu ôn này nọ, mình thấy vừa chớm xuất hiện thì mình xịt một cái thì đậu trong 3 ngày nó thấy vết bệnh nó đã khô dần. Nông dân mình mà xài được nhiều cái sản phẩm của công ty đem lại lợi nhuận cao cho mình thì nông dân nói chung là rất là vui mừng phấn khởi. Đối với đậu lá thì khi mà con ra ra không đồng thấy cái vết bệnh đậu ôn nó xuất hiện hình mắt án và thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm cho Bi Plus 400SC để chúng ta quản lý. Còn đối với bệnh đậu cỏ bông thì bà con nên phun làm hai lần. Thứ nhất là trong giai đoạn lúa chỗ lại sẽ. Lần thứ hai là bà con nên phun đúng trong giai đoạn lúa vừa chỗ đều. Thì trong hai giai đoạn này bà con có thể quản lý bệnh triệt để được bệnh cái đậu cỏ bông trên lúa của bà con. Bà con có thể sử dụng là với nồng độ là 1 ml trên 1 lít nước. Tức là bà con có thể sử dụng bình 25 lít thì bà con tương ứng với là 25cc để chúng ta quản lý tốt cái bệnh đậu cỏ bông trên lúa. Ngoài ra thì cái lượng nước phun thì bà con cũng nên đảm bảo là từ 500 lít trên 1 hecta để chúng ta có thể quản lý tốt được cái bệnh đạo ôn cỏ bông này. Thưa bà con, với những chia sẻ kinh nghiệm của bà con nông dân cũng như những lưu ý của đội ngũ kỹ sư công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, hy vọng là bà con sẽ có được những kiến thức kinh nghiệm cần thiết, qua đó giúp quản lý phòng trừ bệnh đạo ôn một cách hiệu quả. Đến đây, bản tin Phú Nông kết nối số đầu tiên cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện cũng xin được kết thúc. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại bà con. Alo! Alo! Ông chủ ơi, cứu tôi! Đừng mình thoát khỏi tay em. Đạo ôn hoài không có hết. Trobin Plus, sự phối trộn giữa hai hoạt chất lưu dẫn cực mạnh, duy trì đạo ôn tức thì, lại không cần pha trộn thuốc khác. Trobin Plus, hoạt chất tiên tiến, điều biến đạo ôn, Phú Nồng mang đến sự khác biệt.